Xin chào các bạn, hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn một món ăn vặt rất khoái khẩu, đó là bánh bột lọc nhân tôm. Đây là một món ăn của người miền Nam, nhưng bây giờ thì cuộc sống hòa đồng, thành ra là món ăn Bắc Trung Nam được xáo trộn tất cả. Cho vậy mà hôm nay mình được biết món bánh bột lọc này, mình xin phổ biến cách làm cho các bạn nhé. Bánh bột lọc ăn gồm có nước chấm và rau sống ăn kèm đấy các bạn ạ. Đây là những nguyên liệu cần phải dùng trong làm bánh bột lọc. Đây là bột năng hoặc các bạn có thể là mua gói bánh bột lọc cũng được. Còn đây là tôm mình đã bóc vỏ cứng và mình đã cắt miếng ra. Còn nếu các bạn dùng con tôm nhỏ thì các bạn không cần phải cắt, và các bạn dùng mỗi một con tôm là trong một cái bánh. Nhưng đây mình dùng tôm to. Còn đây là củ hành khô mình đã bóc vỏ sạch. Bây giờ mình tiến hành các bước làm như sau các bạn nhé. Hành khô mình bóc vỏ rồi, bây giờ mình thái mỏng rồi băm nhỏ ra. Trong các buổi chiều thì các chị em con gái rất thích ăn cái món bánh bột lọc này, vừa dễ ăn và rất là mát đấy các bạn ạ. Và chấm nước chấm chua chua ngọt ngọt nữa, thật là thú vị và tuyệt vời á. Đấy, sau khi hành mình đã thái và băm xong rồi, và tôm mình đã chuẩn bị xong rồi, thì các bạn cho lên bếp để xào tôm nhé. Đấy, tôm đây. Các bạn nên nhớ rằng nếu các bạn dùng tôm nhỏ thì các bạn chỉ cần mỗi một cái bánh này các bạn dùng một con tôm nhé. Còn đây mình dùng tôm to, do vậy mà mình cắt ra làm ba. Mình xin lưu ý với các bạn là khi mình xào cái tôm này thì các bạn nên xào rất ít dầu thôi nhé. Bởi vì nếu các bạn xào nhiều dầu là khi mình cho tôm vào là cái mỡ ở tôm nó sẽ làm cho cái miệng của bánh tôm hoặc là của bánh bột lọc nó sẽ bị hẻ ra, nó không được kín đâu ạ. Đấy, trước mắt là mình phi hành cho thơm lên đã. Giống như là xào hành khô đấy ạ. Thì các bạn xào đến khi mà nó có mùi thơm thì các bạn đổ tôm vào, các bạn xào cùng. Đấy, mình xào này lấy độ vàng và độ thơm của hành khô đấy ạ. Rất là thơm luôn, lúc mình phi mà con nhà mình nó khen mùi gì mà thơm vậy đấy. Rất là thơm đấy các bạn ạ. Đấy, sau khi hành đã, các bạn đảo đều đến khi hành nó vàng thì các bạn bắt đầu đổ tôm và các bạn đảo nhé. Các bạn đảo để cho những con tôm này nó, những miếng tôm này nó ngấm mắm muối và ngấm dầu mỡ vào. Để khi mình luộc thì nó rất là nhanh chín và ăn cái miếng tôm bên trong nó đậm và ngon. Đây là mình quên một con chưa cắt. Đấy, mình cắt nốt. Mình đảo, và khi đảo được một là các bạn có thể cho nước mắm hoặc cho gia vị. Đấy là tùy các bạn, có nghĩa là cho để làm sao nó có độ đậm của tôm ạ. Ở mức độ vừa phải thôi, đừng các bạn đừng cho mặn quá nhé. Bởi vì là khi mình ăn là mình dùng cả nước chấm nữa rồi. Đấy, mình cho một muỗng gia vị thôi. Mình cho vào cho các bạn đảo đi. Mình đã bảo nói với các bạn là có thể các bạn cho nước mắm cũng được nhé. Nhưng mà mình muốn cho gia vị để cho cái tôm nó khô. Khi mình cho vào bánh, cho vào nhân bánh thì nó không bị ướt một chút nào cả. Đấy, sau khi mình đã đảo chín xong rồi thì các bạn để nguội nhé. Cho ra bát hoặc để nguyên chảo cho nguội. Thì bắt đầu mình đi pha bột năng. Cái bột năng này thì các bạn có thể là dùng nước sôi bỏng luôn nhé. Sau các bạn quấy và các bạn trộn bột đến khi bột thật là dẻo, để các bạn làm sao mà lăn được viên bánh nhá. Đấy, các bạn quấy, các bạn trộn. Sau đó các bạn, bởi vì lúc này đang nóng thì mình phải dùng đũa để mình quấy. Thế sau khi mà nó nguội bớt rồi thì bây giờ các bạn dùng tay. Các bạn dùng tay thì các bạn nên nhớ rằng để một chút bột khô để các bạn làm áo ở bên ngoài nó không dính vào tay các bạn nhá. Đấy, các bạn cứ lăn đến khi nó dẻo thì bắt đầu dùng dao hoặc một vật gì đấy các bạn có thể cắt ra từng miếng là được. Đấy, từng miếng có nghĩa là mỗi một miếng là một cái bánh ạ.
Đấy, mình đang san ra thành từng miếng để mình làm cho nó đều nhau. Các bạn nên nhớ là để một chút bột áo ở bên ngoài nhé, để cho đỡ phải dính tay đấy ạ. Còn nếu không có bột áo rất là dính vào tay luôn. Đấy, sau khi các bạn đã chia đều thành từng miếng và để làm từng một cái bánh rồi, thì bây giờ mình tiến hành các bước làm như sau. Đấy, mình không có cái lăn bột nên mình dùng cái cốc dài mình lăn cũng được các bạn ạ. Đấy, sau đó các bạn cho tôm vào trong. Đấy, các bạn bắt tôm mà các bạn vừa xào đấy ạ. Đấy, các bạn cho tôm vào, các bạn khép cái miệng này vào. Đấy, là được một cái bánh rất là ngon. Đấy, ông con nhà mình thích ăn quá do vậy mà đang ngó vào để xem đấy ạ. Đấy, các bạn cứ làm như vậy đến khi hết số lượng bột mà các bạn cần làm. Với lượng như thế này thì các bạn dùng có thể là một nặng tôm. Sau khi các bạn đã bọc hết nhân tôm vào bánh xong thì các bạn xếp vào đĩa và các bạn mang đi luộc nhé. Các bạn luộc thì các bạn lưu ý rằng các bạn để nước sôi, các bạn hãy thả bánh vào giống như là mình luộc bánh trôi đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn gắp bánh thả vào. Nếu mà ít nước quá thì các bạn cho thêm một chút nước ạ nhé. Vì cái này luộc thì bao giờ cũng phải ngập nước để sau khi nó nổi lên thì là bánh đã chín ạ. Đây là mình đang cho hơi ít nước, và vậy là mình cho thêm một chút nước nữa. Thế xong rồi các bạn thả lần lượt hết vào. Sau khi các bạn thả vào thì các bạn có thể đảo lên một vòng. Thế xong rồi nếu mà chưa sôi thì các bạn đậy vung vào. Thế là sôi đấy ạ. Các bạn sôi các bạn phải đậy từ 5 đến 10 phút để khi nào mà cái bánh nó nổi lên mặt thì mới là chín đấy các bạn nhé. Giống như mình nấu bánh trôi á. Đấy, sau khi nó sôi thì các bạn chuẩn bị một bát nước lạnh để các bạn vớt bánh ra, các bạn cho vào cho bánh nó cứng lại, không bị dính vào nhau. Thế mình chuẩn bị một bát nước đá đây. Thế sau các bạn vớt bánh các bạn thả vào nhé. Trông bánh rất trong và ngon đúng không các bạn? Các bạn có thể làm bằng nhân thịt lẫn tôm cũng được. Cả hai thứ các bạn đều xay ra rồi các bạn phi hành lên. Sau các bạn cho làm nhân thì cũng ok đấy. Hoặc có thể các bạn đấy, sau khi mình đã được một đĩa bánh bột lọc rất là tuyệt vời thì các bạn có một bát nước chấm chua ngọt nhé. Và một chút rau sống thì tùy thích của các bạn. Thường thường nó ăn với cả rau xà lách và mùi đấy. Đấy, video của mình đã hoàn thành và xong. Các bạn nhìn là thật hấp dẫn đúng không ạ? Thì mong các bạn xem và làm theo và chúc các bạn thành công nhé. Nhớ ấn like, chia sẻ kênh với bạn bè giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.